3 cái chính sách quét vi phạm cực kỳ mới của Topshop, mà có rất là nhiều shop ta bị quét rồi mà chúng ta không biết nó quét như vậy là quét cái gì luôn á, thì mọi người xem là ba chính sách này là ba chính sách gì để ta phòng tránh cho cái shop ta nha. Đầu tiên á là quét vi phạm clickbait, tức là kích mồi á, tức là shop chúng ta sử dụng những chiến lược để câu khách, để thu hút được truy cập hay được mua của khách hàng. Ví dụ nha, chúng ta bán một sản phẩm gì đó, ví dụ một cái áo 100k đi, nhưng mà tự nhiên trong cái biến thể của cái áo đó có một cái móc khóa chỉ giá 1k thôi để hiển thị, để thu hút khách hàng á, thì cái đó là vi phạm. Hoặc là chẳng hạn chúng ta bán việc khăn giấy á, một cái hộp khăn giấy là 100.000 đi, nhưng mà chúng ta bán một tờ giấy có một bộ biến thể là một cái tờ giấy chỉ giá 1k, thì nó hiển thị 1k như vậy, là giá rẻ như vậy á, để thu hút khách hàng á, thì cái đó gọi là clickbait nha. Hoặc là trong cái mô tả hoặc là tiêu đề sản phẩm có những cái từ ngữ gây hiểu nhầm, chẳng hạn như sản phẩm rẻ nhất thị trường, sản phẩm bán chạy nhất, sản phẩm top 1 này kia, hay là cam kết này kia, thì nó cũng bị vi phạm luôn nha. Cụ thể hơn mọi người có thể xem thêm vi phạm clickbait ở đây nha. Và cái vi phạm thứ hai á, là giao dịch không công bằng. Cái này mọi người nghe nó rất là lạ đúng không? Nhưng mà cái này á, mọi người hãy coi lại trong cái mô tả hoặc là cái tiêu đề của sản phẩm mọi người á, có những cái chính sách mà do shop mọi người đặt ra, chứ không phải là chính sách bên Topshop. Chẳng hạn như là một số shop để là cam kết giao hàng trong vòng 3 ngày, hay chẳng hạn như là cam kết đổi trả hàng há trong vòng 2 ngày, hay là trong vòng 1 tuần á, thì cái này không phải là chính sách của bên Topshop. Giờ mà do chính sách của shop đặt ra, thì cái này mọi người sẽ bị vi phạm là giao dịch không công bằng. Và cái vi phạm thứ ba là thường gặp trong livestream nhiều, tức là nó sẽ báo là sản phẩm đang giới thiệu trong livestream không thống nhất hay là không đồng nhất thương hiệu với sản phẩm đang được ghim trong giỏ hàng, thì cái này thường hay gặp với các bạn bán về hàng si hay là second hand hay là hàng nhiều mẫu mã nha. Đối với hàng si, hàng second hand á, thì bên Topshop giờ họ đang quét rất là mạnh rồi. Còn đối với những cái sản phẩm mà các bạn có quá nhiều mẫu mã thì chúng ta nên tách ra nha mọi người. Chúng ta nên là khi chúng ta giới thiệu cái sản phẩm nào thì chúng ta ghim cái sản phẩm đó, đúng cái sản phẩm đó trong cái giỏ hàng. Chẳng hạn chúng ta giới thiệu một cái đầm màu trắng thì chúng ta hãy ghim đúng sản phẩm là màu trắng luôn, chứ đừng có đăng sản phẩm mà quá nhiều cái biến thể, rất nhiều phân loại nha, thì chúng ta sẽ rất dễ quét vi phạm là sản phẩm không thống nhất, sản phẩm đang giới thiệu trong livestream nó không thống nhất với sản phẩm ghim trong giỏ hàng đó. Mọi người muốn làm video chia sẻ về vi phạm hay chính sách nào nữa thì mọi người hãy để lại ý kiến nha. Và đang có một nhóm Zalo là Home Topshop chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và Topshop, và đang rất hay làm livestream và những cái Zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào thì đang để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.